Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu về một đôi bát 50 chỉ có giá hơn 2 triệu một đôi. Các bác cùng xem mẫu ngày hôm nay xem là có chất lượng hay không nhé. Đây là đôi bát 50 em cũng bán nhiều năm ở tại cửa hàng rồi. Từ 220 có 100. Đít bát có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này là đít nhọn viền xanh. Bát 50 từ 220 có 100. Màng con bát này là màng xếp ly và gân 3 gân. Đấy, đây là bát 50. Từ viên từ của nó rất là dày anh em nhé. Đối với cái dòng bát 50 này, nếu nói để trên thị trường ý, nó có ti tỉ nọi luôn. Có ti tỉ nọi. Nhưng em nhập cái phân khúc này có nghĩa là nó rẻ nhưng mà bích dày và từ cũng rất là dày luôn. Để anh em cùng chơi. Còn nói anh em mua hàng ấy thì cân đối xem là hàng tùy từng cửa hàng thì mình mua nhá. Đấy, có nghĩa là em đã nói rồi, một loại rẻ nhưng có ti tỉ cửa hàng bán mẫu mã khác nhau. Có nghĩa là nhập cái công ty nó khác nhau, chất lượng nó sẽ khác. Còn đâu cái mẫu mà nhà em các bác lưu ý cho em là mẫu 50 ý, thì em cũng có một loại cao hơn, nó có giá hơn 4 triệu một đôi. Thì loại em chỉ nắp hàng sự kiện và nắp hàng đặt cho khách thôi. Còn các bác lấy hàng phổ thông ý, thì lấy con này. Đấy, nhưng mà cái loại này thì em cũng khẳng định là ti tỉ loại. Đấy, thế nên là anh em mua hàng thì tìm cửa hàng uy tín, chuyên nhập đồ tốt cho anh em chơi. Đấy, tại sao em lại quảng cáo một đôi bát 50 hàng rẻ mà em lại phải nói rõ ràng như thế để cho các bác biết đường khi các bác mua, các bác chọn. Đấy, vì nhà em nhập nhiều mẫu loa thì em khẳng định được cho anh em. Màng xếp ly nhựa sóng gân 3 gân đấy các bác nhé. Đây là bát 50 giờ xếp từ của các bác nhìn viền từ rất là dày luôn. Từ 220 có 100. Bát 50 có giá hơn 2 triệu một đôi. Các bác có nhu cầu quan tâm liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng, nhận hàng được kiểm tra thanh toán. Hôm nay em ship hàng này cho các khách ở trong Sài Gòn cơ. Trong Sài Gòn cũng rất là nhiều loa nhưng mà bác ý tin tưởng cửa hàng em ở ngoài Bắc và em gửi cho bác ý qua đường bưu điện. Thế nên là các bác có nhu cầu mua lẻ một cái bát này, em bán lẻ, mua một đôi, bán một đôi, các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng nhé.